Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, có một điệp viên Việt Nam suốt 23 năm chưa từng bị bắt. Ông thân thiết với hầu hết những quan chức cấp cao của Việt Nam Cộng Hòa. Ông cũng từng là bạn thân của bác sĩ Trần Kim Tuyến, trùm mật vụ thời bấy giờ, và đại tá Edward Lansdale, người được mệnh danh là kiến trúc sư cho chế độ Ngô Đình Diệm. Thậm chí, cựu giám đốc CIA William Colby từng mời ông gia nhập cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ. Nghe như một nhân vật trong phim phải không nào? Nhưng ông lại chính là một chiến sĩ tình báo của Việt Nam trong thế kỷ 20, người được mệnh danh là điệp viên hoàn hảo. Không ai khác, đó chính là Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn. Hãy cùng Spy Room tìm hiểu những chiến công hiển hách không kém gì tiểu thuyết của ông qua video này nhé. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu Phạm Xuân Ẩn là ai. Sau hòa bình, trong một lần nói chuyện với phóng viên Safer, tác giả cuốn Tình chiến sự, khi được hỏi sự thật thì ông làm việc cho ai, Phạm Xuân Ẩn đã trả lời rằng: sự thật nào? Một sự thật là trong 10 năm tôi làm một phóng viên chính thức của tạp chí Times và trước đó là của Reuters. Sự thật còn lại là tôi đã tham gia phong trào cách mạng từ năm 1944 và bằng cách này hay cách khác đã trở thành một phần của nó. Hai sự thật đều là thật. Vậy thì đã rõ, Phạm Xuân Ẩn vừa là một phóng viên, vừa là một điệp viên trong khoảng thời gian từ năm 1944 tới năm 1975. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi ông là điệp viên hoàn hảo, dù ông luôn tự nhận mình chỉ là một điệp viên may mắn, có lá số tử vi đẹp. Trên vai trò chiến sĩ tình báo, ông đã từng nhận 4 huân chương quân công, 6 huân chương chiến sĩ cùng với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngay sau đây, Spy Room sẽ kể cho bạn 4 chiến công tiêu biểu nhất của vị tướng tình báo này, để biết vì sao ông xứng đáng được thế hệ chúng ta nhớ đến. Những đóng góp nổi bật. Người làm phá sản kế hoạch Staley-Taylor của Mỹ, hay còn gọi là chiến tranh đặc biệt. Kế hoạch Staley-Taylor, hay còn gọi là chiến tranh đặc biệt, được biên soạn bởi tiến sĩ kinh tế Eugene Staley và đại tướng Taylor. Tại sao một chiến lược chiến tranh lại cần sự tham vấn của một nhà kinh tế học? Năm 1961, sau khi lên ngôi, Kennedy vẫn giữ vững tham vọng biến Việt Nam trở thành thuộc địa. Tuy nhiên, ông ta đã sớm nhận ra rằng không có lấy một tia hy vọng cho Mỹ nếu họ vẫn giữ nguyên lối chơi cũ. Vì thế, cần thêm những ý tưởng mới để giải quyết bài toán này. Kennedy phát biểu, chúng ta phải hiểu và kết hợp giữa hoạt động chính trị, kinh tế và dân sự với những nỗ lực quân sự thuần thục trong khi thực thi sứ mệnh này. Nghe thật hùng hổ đúng không nào? Nhưng bạn cứ hiểu một cách đơn giản, kế hoạch này bản chất là dùng người Việt đánh người Việt. Mỹ nạp tiền, tài trợ vũ khí, trực thăng, thiết xa, tăng cường cố vấn cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa trực tiếp tham chiến. Đồng thời, Mỹ hoặc dân chúng bằng lối sống hưởng lạc. Chúng kỳ vọng sẽ bình định miền Nam Việt Nam trong 18 tháng và chấm dứt chiến tranh trong năm 1965. Về mặt quân sự, Mỹ kết hợp chiến thuật trực thăng vận và thiết xa vận chưa từng unbox trước đó, tạo thành thế trận bổ lưới phóng lao, phượng hoàng vồ mồi. Nghĩa là dồn dân ta vào các ấp chiến lược, vòng ngoài có quân đội bao vây như một tấm lưới để cách ly quần chúng khỏi cách mạng. Sau đó sử dụng trực thăng vận, thả quân đội Việt Nam Cộng Hòa xuống chiến đấu. Trên trời có trực thăng, còn mặt đất thì sử dụng xe bọc thép tấn công liên tục bằng hỏa lực vào bất kỳ nơi nào nghi ngờ có Việt Cộng. Áp đảo cả về số lượng, vũ khí và phương pháp đánh. Thế nhưng, quân giải phóng vẫn phá vỡ toàn bộ thế trận này nhờ vào tin tình báo của Phạm Xuân Ẩn. Vậy thì tại sao ông có thể biết được kế hoạch này? Thời điểm ấy, Phạm Xuân Ẩn chỉ là một nhà báo làm ở Reuters. Ông gần như không thể tiếp cận tới bản kế hoạch hơn cả tuyệt mật như vậy. Và sự thật là ông đã chẳng làm gì cả. Bản kế hoạch tự tìm tới ông khi một trong hai cha đẻ của nó, Staley, đã gặp Phạm Xuân Ẩn để nhờ ông đánh giá tính khả thi của kế hoạch cũng như dự đoán phản ứng của Việt Nam Cộng Hòa và viết bài có lợi cho chiến lược sau khi nó được thực hiện. Phạm Xuân Ẩn là người có những phân tích cực kỳ sắc sảo trên Reuters. Ông cũng chơi thân với phần lớn các tướng lĩnh, quan chức máu mặt trong chính quyền Sài Gòn. Đặc biệt, thứ thần thái chuẩn Mỹ của Phạm Xuân Ẩn khiến người Mỹ vô thức muốn dựa dẫm vào ông vì ông gần như là người châu Á hiểu họ nhất ở xứ sở này. Staley cũng không ngoại lệ. Phạm Xuân Ẩn thậm chí hiểu tổng thể của kế hoạch chiến tranh, đặc biệt trước cả bác sĩ Tuyến, trùm mật vụ Sài Gòn lúc bấy giờ. Để gửi đầy đủ bản kế hoạch về cho cách mạng, Phạm Xuân Ẩn cần tiếp xúc chi tiết với tài liệu, điều mà cuộc hội thoại cùng Staley chưa làm được. Đây chính là lúc dùng tới nghệ thuật mượn gió bẻ măng. Phạm Xuân Ẩn đã teaser một chút kế hoạch phải cung cấp tài liệu chi tiết để ông có thể đọc và chuẩn bị phương án phối hợp. Ngay lập tức, ông này sốt ruột và ép buộc Vũ Quốc Thúc,
Người cũng tham gia vào quá trình biên soạn kế hoạch phải cung cấp tài liệu chi tiết để ông có thể đọc và chuẩn bị phương án phối hợp. Tất nhiên, Trần Kim Tuyến sành sỏi về chính trị bao nhiêu thì rối bời về quân sự bấy nhiêu. Người duy nhất ông ta có thể tìm đến nhờ phân tích chi tiết chính là Phạm Xuân Ẩn. Vậy nên, người điệp viên hoàn hảo của chúng ta cứ hiên ngang chụp lại 24 cuộn phim mà cấp trên của ông khi cầm trên tay phải thốt lên rằng có cả tỷ đô la cũng không thể mua được những tài liệu như vậy. Nếu chuyện chỉ dừng ở đó thì không đủ minh họa cái tầm của thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn. Như đã nói, Mỹ sử dụng các chiến thuật chưa từng unbox trong bất kỳ cuộc chiến nào trước đó. Điều này khiến các nhà ta rất lo lắng. Bác Giáp thậm chí đã cử một phái đoàn sang Liên Xô và Trung Quốc để tìm ra các đối phó thích hợp. Tuy nhiên, hai nước này đều có phản hồi nhưng không đáng kể. Họ chưa từng phải đối mặt với chiến tranh phi chính quy giống chiến tranh đặc biệt. Thực tế, kế hoạch của Mỹ đã thành công trong giai đoạn đầu. Bộ đội ta hoặc ngay lập tức bắn trả khi máy bay trinh sát xuất hiện, hoặc nhanh chóng rút quân khi bắt gặp máy bay trinh sát. Lối đánh này cực kỳ bị động và gần như không thể tìm thấy lối thoát khỏi tấm lưới mà Mỹ đã bổ vây. Bạn cứ hình dung chúng ta đang ở vị thế như đàn gà hốt hoảng bay nhảy trong một khu vườn mà đàn cáo đã quay kín. Hậu quả là những mũi tên liên tục được bắn ra và quân đội Việt Cộng thiệt hại nghiêm trọng. Phạm Xuân Ẩn nhìn thấy điều đó. Nên nhớ, ông ta là tình báo chiến lược, kỹ năng xuất sắc nhất của ông là phân tích. Chính ông đã hiến kế cho tướng Giáp chiến thuật cắm cọc phá lưới, bám đất bẻ lao. Thay vì chiến đấu quá sớm hay rút lui quá sớm, mỗi chiến sĩ sẽ có võ trang là một cây cọc, phục kích sẵn trong hố cá nhân. Khi trực thăng địch hạ thấp độ cao để thả lính Việt Nam Cộng Hòa xuống thì chúng ta mới bắt đầu bắn. Với xe thiết giáp, điểm yếu chí mạng của chúng là người bắn súng máy trên nóc xe. Chiến sĩ ta vẫn duy trì bám đất, đợi xe thiết giáp tới gần thì tập trung hỏa lực để tấn công vào đúng những điểm yếu đã được chỉ ra. Nhờ áp dụng chiến thuật này, quân đội Việt Cộng chiến thắng giòn giã trong trận ấp Bắc, buộc Mỹ phải chấm dứt kế hoạch chiến tranh đặc biệt và tìm kiếm một chiến lược mới. Giấc mơ biến Việt Nam thành thuộc địa hoàn toàn vào năm 1965 đã chính thức phá sản. Sau cuộc chiến đó, Phạm Xuân Ẩn đã giành được huân chương chiến công hạng nhì. Chiến công thứ hai của Phạm Xuân Ẩn đó chính là dự đoán đúng động thái của Mỹ sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị Dương Văn Minh lật đổ. Không chỉ am hiểu sâu sắc về quân sự, thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn còn cực kỳ nhạy cảm với tình hình chính trị. Huân chương thứ hai được trao khi ông dự đoán chính xác phản ứng của Mỹ vào giai đoạn sau năm 1963. Thất bại tại ấp Bắc đã tố cáo năng lực của chính quyền Ngô Đình Diệm khi tất cả tướng lĩnh đều bộc lộ sự hèn kém, vô kỷ luật và thiếu tầm nhìn. Cố vấn người Mỹ phải thốt lên trước những học trò và đích thân họ đào tạo rằng một thành tích quá tồi tệ, những người này không chịu nghe lệnh, bọn họ cứ lặp đi lặp lại những lỗi chết tiệt. Thật vậy, phần lớn tướng lĩnh trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa chỉ là những người sẵn sàng quỳ xuống hôn tay Diệm và Nhu. Vì thế, uy tín của chính quyền Diệm sụt giảm nghiêm trọng. Trần Kim Tuyến sớm nhận ra sự mục ruỗng của chính quyền mà ông ta đang phục vụ để rồi âm thầm lên một kế hoạch đảo chính. Những tướng lĩnh khác trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng không kém cạnh. Vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, Diệm và em trai bị ám sát. Chế độ gia đình trị chính thức sụp đổ. Người đứng sau sự kiện này là tướng Dương Văn Minh, một người không thực sự am hiểu về chính trị. Bối cảnh Sài Gòn sau đảo chính tất nhiên là không êm đẹp gì cho lắm. Các đảng phái mọc lên như nấm, thay vì ổn định chính quyền, điều đem lại hứng thú duy nhất cho họ là chỉ trích lẫn nhau. Câu hỏi đặt ra khi ấy là người Mỹ sẽ làm gì và Hà Nội cần chuẩn bị gì cho tình huống tiếp theo. Một số ý kiến cho rằng Mỹ đã đầu tư quá nhiều vào Diệm rồi gần như mất trắng nên sẽ không xa lầy thêm nữa tại miền Nam Việt Nam. Cấp trên của Phạm Xuân Ẩn cũng bán tính bán nghi với nhận định này. Thế nhưng, Dương Văn Minh cùng lắm chỉ là bọ ngựa bắt ve, còn CIA mới là chim sẻ trực sẵn. Chính Mỹ đã giật dây để cuộc đảo chính thành công. Trong mắt Tổng thống Lyndon Johnson, Diệm chỉ là thằng nhóc duy nhất mà chúng ta có ở đó. Thế nên, khi thằng nhóc ấy đang tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của Mỹ, thì cũng là lúc nó cần được cho bay màu. Và tất nhiên, họ sẽ tìm một thằng nhóc khác thay thế. Phạm Xuân Ẩn đã nhìn thấy điều này từ lâu. Quân đội Mỹ chính thức tham chiến tại Việt Nam từ năm 1965. Quyết định này được đưa ra vào ngày 28 tháng 7. Nhưng trong các bản báo cáo vào đầu năm 1964, Phạm Xuân Ẩn đã chỉ rõ điều ấy. Thực tế đúng như vậy. Mỹ dự kiến đem nửa triệu quân tới miền Nam nước ta. Nhờ vào những phân tích chính xác của Phạm Xuân Ẩn mà Trung ương đã chuẩn bị kịp thời cho một cuộc chiến dài hơi. Nếu không có các thông tin đó, mình tin rằng 30 tháng 4 sẽ không phải là ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước mà chỉ là con số trên một tờ lịch.
vai trò chủ chốt trong kế hoạch Mậu Thân năm 1968. Tấm huân chương thứ 3 của Phạm Xuân Ẩn được trao sau Mậu Thân 1968, dấu mốc quan trọng ảnh hưởng tới tính chất của cuộc chiến tranh Việt Nam. Bộ Chính trị tại Hà Nội đã ra nghị quyết về việc tổ chức một cuộc tổng tấn công và nổi dậy nhằm vào chính quyền Sài Gòn. Để bạn hiểu rõ hơn vì sao cuộc tổng tiến công này quan trọng, mình sẽ nhắc lại chi tiết về bối cảnh năm 1968. Đó là thời điểm đẹp nhất cho quân ta, bởi nếu cuộc chiến nổ ra sớm hơn, dù Hà Nội thắng lợi, Mỹ vẫn có thể xin thêm tiếp viện để có đủ số quân tham chiến theo kế hoạch 4 năm họ đã đề ra. Trong tình huống đó, chiến tranh càng leo thang. Nếu tấn công muộn hơn, chúng ta sẽ bỏ mất cơ hội gây áp lực lên chính quyền Mỹ. Năm 1968 là năm bầu cử tổng thống. Nếu thất bại tại miền Nam Việt Nam, nhân dân Mỹ sẽ không thể chịu đựng thêm bất kỳ một mất mát nào nữa. Họ sẽ buộc tân tổng thống phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán. Do vậy, nổi dậy Mậu Thân buộc phải diễn ra trên 35 tỉnh lỵ, 36 huyện lỵ và nhiều làng ấp tại miền Nam Việt Nam như kế hoạch. Ở Sài Gòn, các mục tiêu tấn công bao gồm dinh tổng thống, phi trường Tân Sơn Nhất, tổng nhà cảnh sát quốc gia, đại sứ quán Mỹ, bộ chỉ huy hải quân. Từ giữa năm 1967, người chỉ huy trực tiếp của Phạm Xuân Ẩn là ông Tư Càng đã vào thành để chuẩn bị cho cuộc chiến. Ông có trách nhiệm thăm dò thực lực sư đoàn 1 quân lực Việt Nam Cộng Hòa, báo cáo về tình hình an ninh xung quanh quân cảng. Quan trọng hơn cả, ông phải lựa chọn những điểm tiến công thuận lợi. Đoán xem, ai là người có thể giúp Tư Càng hoàn thành xuất sắc công việc này? Đúng như bạn nghĩ, người duy nhất có thể dẫn một cán bộ cách mạng đi khắp các hang cùng ngõ hẻm trong thành phố mà chẳng ai nghi ngờ, chắc chắn chỉ là Phạm Xuân Ẩn. Trong vai một thầy giáo coi sóc đồn điền ở Dầu Tiếng, đam mê chơi chim, chơi chó, Tư Càng gặp gỡ Phạm Xuân Ẩn như hai người bạn cùng sở thích. Họ đi khắp nơi tại Sài Gòn, thậm chí thuê cả đò máy đi nghỉ mát dọc sông Sài Gòn để quan sát lực lượng hải quân. Nghe thật khó tin đúng không nào, nhưng vỏ bọc của Phạm Xuân Ẩn cực kỳ hoàn hảo. Dưới tư cách một nhà báo, việc ông xuất hiện khắp mọi nơi để lấy tin chẳng có gì bất thường. Chuyện đáng lo còn lại chỉ là tránh khỏi đám mật vụ. Tất nhiên, cũng không phải vấn đề lớn. Phạm Xuân Ẩn đã có kim bài miễn tử từ chính trùm mật vụ Sài Gòn Trần Kim Tuyến. Ai mà dám động tới bạn thân của sếp mình? Dù chuẩn bị rất kỹ lưỡng, Mậu Thân 1968 vẫn là một sự kiện đau lòng với nhân dân Việt Nam. Số lượng thương vong quá lớn đến mức người ta không đủ dũng cảm để đọc báo cáo. Tư lệnh quân giải phóng Trần Văn Trà khi ấy từng thừa nhận điểm yếu và thiếu sót của chúng ta ở chỗ chúng ta không có khả năng tiêu diệt được nhiều lực lượng và các lãnh đạo chớp bu của đối phương. Chiến dịch đã không đủ hiệu quả để làm đòn bẩy kích thích cuộc nổi dậy của nhân dân. Chi tiết về Mậu Thân năm 1968, Spyroom hẹn sẽ cùng các bạn thảo luận chi tiết hơn trong thời gian tới. Họa vô đơn chí. Sau Mậu Thân đợt 1, cán bộ cấp tá của ta là Tám Hà ra hàng địch. Toàn bộ kế hoạch Mậu Thân đợt 2 bị lộ. Trong thời điểm đó, nếu không có những thông tin tình báo của Phạm Xuân Ẩn, chắc chắn chúng ta đã dừng tấn công. Nhắc lại, Phạm Xuân Ẩn là bạn thân của rất nhiều quan chức tại Sài Gòn. Họ tôn trọng, thậm chí sùng bái ông vì sự am hiểu chính trị, quân sự, xã hội một cách toàn diện. Những người bạn của Phạm Xuân Ẩn đang cực kỳ hoang mang và bất an sau cuộc tấn công bất ngờ. Họ tìm ông như một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Ông tham dự tất cả các cuộc họp báo của quân đội về tình hình an ninh tại Sài Gòn. Đó là lúc Phạm Xuân Ẩn nhận ra chúng ta đã thành công khiến người Mỹ lung lay. Tư Càng suýt chút nữa đã gửi báo cáo cho các lãnh đạo cấp cao với nội dung là quân giải phóng đang gặp quá nhiều bất lợi. Nhưng Phạm Xuân Ẩn đã đem đến cho ông một góc nhìn khác. Người điệp viên hoàn hảo cho rằng quân chính phủ Sài Gòn không bị tiêu diệt trong khi quân giải phóng chịu thiệt hại quá lớn. Nhưng đó là sự thất bại để rồi chiến thắng. Dù thất bại về chiến thuật, nhưng phía Hà Nội đã thắng đậm về chính trị khi tất cả tư lệnh Sài Gòn lẫn người Mỹ đều đang vô cùng hoảng sợ. Họ không thể chịu đựng thêm bất kỳ một đợt tấn công nào nữa. Chính tướng Trần Văn Đôn của Việt Nam Cộng Hòa đã bất lực hỏi Phạm Xuân Ẩn rằng liệu Mỹ có rời bỏ Nam Việt Nam sau trận chiến vừa rồi không? Phạm Xuân Ẩn an ủi ông ta rằng đừng lo, ông đã giành thắng lợi quân sự lớn trong cuộc tổng tấn công lần này. Bên kia tổn thất nhiều sinh mạng và tổng khởi nghĩa đã không nổ ra. Người Mỹ sẽ không đi đâu cả. Tôi đảm bảo họ sẽ ở đây nhiều năm nữa. Ông cũng nói với lãnh đạo quân giải phóng như vậy. Góc nhìn đa chiều của Phạm Xuân Ẩn là liều thuốc giảm đau duy nhất đối với quân giải phóng lúc bấy giờ, rằng sự hy sinh của họ vô cùng có giá trị. Trong bản báo cáo cuối cùng mà Tư Càng gửi về cấp trên, dựa theo ý kiến từ Phạm Xuân Ẩn, ông đã kiến nghị vẫn tiếp tục tấn công đợt 2. Đúng như dự đoán, Mỹ sau đó thay tướng Westmoreland, Tổng thống Johnson mãn nhiệm, chính phủ Mỹ bắt đầu tìm kiếm giải pháp hòa bình và đường tới Hiệp định Paris gần hơn.
Phạm Xuân Ẩn là người duy nhất nhận ra điểm thành công của Mậu Thân 1968 trong khi tất cả đều đang chìm vào bi thương. Vì thế, ông xứng đáng nhận thêm một tấm huân chương danh giá. Bản phân tích năm 1974 và việc Mỹ không thể nào quay trở lại. Huân chương thứ tư của Phạm Xuân Ẩn được trao khi ông dự đoán chính xác động thái của Mỹ năm 1974. Tháng 10 năm 1974, khi họp bàn về khả năng kết thúc chiến tranh sớm, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã đặt ra câu hỏi then chốt rằng người Mỹ còn có khả năng đưa quân quay lại miền Nam khi các cuộc chiến tranh quy mô lớn của chúng ta dẫn tới nguy cơ sụp đổ của quân đội Sài Gòn hay không? Câu hỏi này cực kỳ quan trọng vì 1968 vẫn là vết sẹo cũ. Các tướng lĩnh phía Bắc Việt cực kỳ thận trọng trước khi triển khai chiến dịch giải phóng miền Nam trong giai đoạn này. Một lần nữa, Phạm Xuân Ẩn lại là người cho họ câu trả lời mà họ hằng mong muốn. Ông khẳng định Mỹ sẽ rời đi và bỏ lại thằng nhóc Nguyễn Văn Thiệu sau khi chứng kiến mâu thuẫn sâu sắc giữa Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Henry Kissinger. Dấu hiệu ấy cho thấy Mỹ đã sẵn sàng rời bỏ ông ta và tuân thủ Hiệp định Paris. Tướng Văn Tiến Dũng cho rằng, nếu như gặp được Phạm Xuân Ẩn sớm hơn, thì những tin tức cung cấp sẽ giúp Bộ Chính trị hạ quyết tâm nhanh hơn để giải phóng Sài Gòn. Phía sau hai thân phận trái ngược. Phạm Xuân Ẩn đã sống dưới hai thân phận hoàn toàn trái ngược. Một công việc yêu cầu phải công khai tin tức minh bạch, công việc còn lại đòi hỏi sự tuyệt mật tới mức ngạt thở. Trong bất kỳ vai trò nào, ông cũng đã hoàn thành xuất sắc. Thời đó, ông là phóng viên người Việt duy nhất ở Times được hưởng quy chế cho phóng viên chính thức thay vì trợ lý địa phương đơn thuần. Ông mê hoặc mọi tầng lớp, từ người bán chim cảnh ngoài chợ trời tới CIA, quan chức Sài Gòn, giới báo chí quốc tế, các tay buôn người Hoa. Nhà hàng Gibro nổi tiếng bấy giờ thường dành cho ông chiếc bàn ở vị trí đẹp nhất vì họ tin rằng Phạm Xuân Ẩn tới sẽ kéo theo khách tới. Bây giờ, chúng mình có thể mô tả cuộc đời ấy bằng rất nhiều tính từ như lừng lẫy, kích thích hay bay bổng. Nhưng với Phạm Xuân Ẩn, vô số lần ông giằng xé khi thực hiện song song hai nhiệm vụ. Trong đó, có một nhiệm vụ nguy hiểm tới mức phải luôn để phần cho mình một viên thuốc độc trong ve áo, phòng khi bị bắt. Ông đã kìm nén rất nhiều áp lực tâm lý sau vẻ ngoài tự tin và hào sảng. Những ngày cuối đời, trong một lần mất ý thức trên giường bệnh, ông gọi tên vợ và bảo: "Em ơi, cứu anh, chúng bỏ đá vào miệng anh." Có khi, Phạm Xuân Ẩn tận mắt chứng kiến những người bên kia chiến tuyến đang làm đau các đồng chí của mình, mà ông thì không thể làm gì khác được. Mà còn lại, Phạm Xuân Ẩn biết rằng nhiệm vụ ông thực hiện sẽ phương hại nghiêm trọng tới lợi ích của những người ông thực sự coi là bạn bè. Thế nhưng, ông cũng chẳng thể làm gì khác. Dù hoàn hảo tới đâu, ông hẳn đã từng rất nhiều lần bất lực. Đó cũng là một phần nguyên nhân ông luôn cố gắng giúp đỡ mọi người trong khả năng có thể, dẫu họ ở những vị trí đối lập. Với Phạm Xuân Ẩn, đó là biểu hiện của sự tự kiểm điểm và tự chuộc lỗi. Vài bạn thân đã quay lưng sau khi biết thân phận thật của Phạm Xuân Ẩn, phần lớn còn lại thì không. Trong một cuộc nói chuyện với Safer, khi được hỏi liệu có hối hận hay không, Phạm Xuân Ẩn đã trả lời: "Tôi ghét câu hỏi đó. Tôi đã hỏi mình câu hỏi đó hàng ngàn lần, nhưng tôi còn ghét câu trả lời hơn. Không, không hề hối tiếc. Tôi phải làm việc đó. Nền hòa bình mà tôi chiến đấu để giành lấy có thể khiến đất nước này què quặt, nhưng chiến tranh thì có thể giết chết xứ sở này. Người Mỹ phải bị đẩy khỏi Việt Nam, bằng cách này hay cách khác. Chúng tôi phải tự giải quyết vấn đề của mình." Sau cùng, Phạm Xuân Ẩn muốn chúng ta nhớ về ông như thế nào? Không ai biết Phạm Xuân Ẩn muốn được nhớ tới như thế nào, nhưng chắc chắn ông không muốn chúng ta nhớ về ông theo cách to tát. Những thành tựu trong cả nghề báo lẫn nghề tình báo của Phạm Xuân Ẩn là khỏi cần bàn cãi. Dù vậy, ông vẫn thấy mình luôn cần phải học, và ông học từ điều nhỏ nhất, như đám thú cưng của ông chẳng hạn. Con chó dạy người ta cách trung thành, con chim dạy người ta luôn phải vận động, không được lười biếng, con cá dạy ta đừng nói. Ít ai biết rằng ông vẫn đóng góp vai trò như một cộng tác viên cho cơ quan tình báo Việt Nam tới tận 6 tháng trước khi qua đời. Phạm Xuân Ẩn cực kỳ khiêm tốn. Ít khi nào ông nhận lời phỏng vấn báo chí và chỉ lên truyền hình trong vài năm cuối đời. Bạn bè kể, ông luôn đặt huy chương nằm tại những vị trí kín đáo và trang trọng trong phòng làm việc, thay vì các vị trí trưng trổ nhất. Khi tác giả Larry Berman muốn đặt tên cuốn sách viết về ông là Điệp viên hoàn hảo, Phạm Xuân Ẩn bảo rằng ông chỉ muốn gọi là điệp viên may mắn. Cách ông nhận mình may mắn được nhắc đi, nhắc lại rất nhiều trong cuộc trò chuyện. Thậm chí, ngay cả khi nằm trên giường bệnh, Phạm Xuân Ẩn vẫn bông đùa với Tư Cang, người sếp, người bạn của mình, rằng tử vi của họ thật đẹp.
So với anh chị em khác, chúng ta có giỏi giang gì hơn đâu. May mắn là không bị bắt nên mới sống được tới giờ này. Có lẽ ông chỉ muốn giới thiệu mình là một nhà báo tận tâm, một người yêu nước và sẵn sàng hành động vì tổ quốc. Những niềm tự hào còn lại, Phạm Xuân Ẩn muốn tận hưởng theo cách của riêng mình. Còn bạn, bạn có cảm nhận gì về thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn sau khi xem xong video này hay không? Hay còn những băn khoăn nào cần giải đáp? Hãy bình luận ý kiến xuống dưới cho Spy Room biết nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. See ya! Mình cũng bắt chước theo kiểu Tây. Thì vô cafeteria thì ngồi, ngồi về nè thì nó Mỹ nó dân chủ nó thoải mái mà nam nữ nó bình thường thôi. Đứa nào ngồi trước thì ngồi, đứa nào hết chỗ thì đứng. Đó, không ai qua cái bàn khác. Thế thì tôi ngồi đó thì con cô đó cổ đại, tôi thấy gì đứng dậy, mình theo cái lễ phép của ông già mình dậy, là tay nó dậy rồi. Nghĩa là cái gì đối với phụ nữ là phải nhường hết. Còn bên đây mày ngồi đó, mình tưởng nó ngồi đó cổ đi kéo ghế ngồi. Cổ nhảy lên đùi tôi có ngồi, trời ơi. Nó rung, nó hồi hộp lắm, tim nhảy quá trời. Chết rồi. Ê, ngồi mà cổ nặng nữa chứ.